Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Châu Bay Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký thi quỹ tại TFT Và áp dụng bài giảm giá giảm 40% cho cái gói 10.000 đô Đây là một cái chương trình giảm giá sâu nhất của TFT ở thời điểm hiện tại rồi Nhưng mà bạn nào mà đang thi tại MFF hoặc FTMO mà muốn tìm hiểu thêm một cái quỹ uy tín nữa Thì các bạn có thể đăng ký thi ở thời điểm hiện tại để có thể hưởng cái chương trình ưu đãi này thời gian ưu đãi này thì nó không diễn ra lâu đến ngày 30 tháng 6 là nó sẽ hết hạn các bạn sẽ không còn được giảm 40 cho gói 10.000 đô này nữa thì để đăng ký các bạn kéo xuống phần mô tả của video ấy, các bạn sẽ thấy một cái đường link các bạn click vào đường link đấy đấy sau đó nó sẽ ra cho các bạn một cái giao diện như thế này thì ở đây các bạn sẽ chọn gói là standard này 10.000 đô này ở đây các bạn chọn phần mềm platform các bạn quen sử dụng mt4 thì chọn mt4 mt5 thì chọn mt5 mình sử dụng mt4 thì mình chọn mt4 này đấy broker broker ở đây thì mình sử dụng acap này à, về loại tài khoản ở đây nó có hai loại là sequin và regular thì các bạn ở đây các bạn chọn loại tài khoản là sequin nhé để những cái quy tắc về trading tin rồi giữ lệnh qua đêm qua tuần nó được thoải mái bạn nào mà chưa biết những các quy tắc của từng tài khoản tại TFT ấy, thì các bạn có thể xem cái video hôm trước mình đã tổng hợp tất cả những cái gói tài khoản của quỹ TFT rồi đây ví dụ như ở đây tài khoản standard này gói quynh này thì ở đây các bạn sẽ có những cái quy tắc là được trade tin này được giữ lệnh qua đêm được giữ lệnh qua tuần tuy nhiên là không được sử dụng uh, bot không được sử dụng IA đấy nên mà các bạn cần phải lưu ý nhé à, sau khi đã chọn xong thông tin ấy, thì các bạn sẽ kéo xuống các bạn kéo xuống các bạn điền thông tin của các bạn vào đây, first name thì là tên của các bạn, last name là họ này, tất cả là các bạn sẽ điền không dấu và điền giống như ở trong chứng minh thư nhé, địa chỉ email thì các bạn điền vào, đấy số điện thoại các bạn điền vào, uh, tiếp theo về địa chỉ thứ nhất, red line one có nghĩa là các bạn sẽ điền tên xã hoặc tên phường của các bạn vào đấy ở đây mình điền cầu giấy này thao city là tính ấy. các bạn điền tính vào mà postal code có nghĩa là mã zip code ấy. thì ở đây mã zip code của hà nội là 100 trăm nên nếu mà các bạn chưa biết mã zip code của tính của các bạn thì các bạn trao google nhé cao tree ở đây thì các bạn chọn việt nam này stay stay tức là tên của quận ấy. tên quận hoặc là tên huyện đấy, thì ở đây các bạn mình ở cầu giấy thì gõ cầu giấy này additional note có nghĩa là các bạn có muốn bổ sung thêm thông tin nào không? Thì ở đây các bạn để trống giúp cho mình. Đấy, sau đó các bạn để ý sang cái mục phía bên cánh tay phải thì các bạn kiểm tra một lượt thông tin nữa. Đây là sai là 10.000 này, tài khoản swing này. Phần mềm là MT4 này, broker là ICAP. Ở đây thì khi mà các bạn đã click vào link của mình rồi thì mặc định là các bạn sẽ được giảm 5%. Các bạn thấy affiliate code là Hoàng Thế bay rồi. Đấy. Đấy, tiếp theo ở đây các bạn điền thêm một cái mã đi cốt nữa Mã bạn đi cốt nữa là tft40 đấy các bạn điền như mình đang điền nhé sau đó các bạn bấm vào verify đấy ở đây thì các bạn đã được giảm 40 là còn 77 đô thôi đấy giá gốc của nó là 129 đô nhé đấy, sau khi đã điền xong rồi các bạn chẳng kiểm tra lại thông tin của các bạn xem chính xác chưa sau khi đã chính xác thì các bạn bấm vào agree các bạn tích vào hai ô cuối cùng này sau đó các bạn bấm vào complete order đấy ở đây thì nó sẽ có hai cái loại hình thức thanh toán là thanh toán bằng thẻ visa và thanh toán bằng coin và crypto thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thanh toán bằng thẻ visa nhé đấy, các, bạn, các bạn click vào thẻ visa nào rồi accept này rồi ở đây đến cái bước là các bạn sẽ điền thông tin thẻ visa của các bạn vào à, uh, các bạn điền thông tin thẻ visa của các bạn vào ngày hết hạn của thẻ visa các bạn điền vào à, mã cvc sau đó các bạn tích vào ba cái ô đồng ý ở dưới này Đấy, tích vào ba ô đồng ý này à, sau khi tích xong thì các bạn bấm vào pay for order sau khi mà đã thanh toán xong ấy, thì nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái thông tin là các bạn đã thanh toán xong đấy như trên màn hình các bạn thấy nó sẽ có thông báo là các bạn đã thanh toán cho TFT sau khi đã thanh toán xong rồi thì các bạn sẽ đợi đợi TFT nó gửi mail về thông tin tài khoản và mật khẩu cho các bạn đăng nhập sau khi đợi từ 5 đến 10 phút thì các bạn sẽ nhận được một cái mail của quỹ TFT như thế này các bạn kéo xuống các bạn kéo xuống thì sẽ có thông tin tài khoản và mật khẩu để cho các bạn đăng nhập đấy các bạn sẽ để ý nha server là ECAP này, để mua năm này, à, rồi phần mềm là MT4, sau đó các bạn điền thông tin tài khoản và mật khẩu vào, à, từ đấy là các bạn đã bắt đầu chính thức quá trình à, giao dịch à, quỹ TT rồi. Rồi à, chúc các bạn giao dịch thành công nhé, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. nhớ đăng ký thì à, các bạn click vào link để ủng hộ mình, sau này mà có câu hỏi gì thì cứ việc inbox mình sẽ hỗ trợ các bạn.